Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, phía sau Duy đây, đây là tượng đài của nhà bác học Lê Quý Đôn. Và hiện tại Duy đang đứng ở thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 35 km và cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km. Thưa quý vị, nơi đây, mảnh đất này là nơi nhà bác học của chúng ta được sinh ra. Ông là Thần Đồng. Di sản ông để lại rất đồ sộ. Trong clip này, Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta tham quan khu tưởng niệm cũng như đền thờ này của ông. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ nhấn like cũng như chia sẻ video nhé. Quý vị nhớ bình luận ở phía dưới để nêu ra những suy nghĩ của quý vị cũng như là những địa danh, đền đài, lăng mộ của những tiền nhân gợi ý cho Duy. Nếu Duy có thời gian cũng như là Duy có điều kiện, Duy sẽ tới trải nghiệm và chia sẻ cho quý vị. Quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị. Nhà bác học Lê Quý Đôn được mệnh danh là thiên tài bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, được gọi là túi khôn của thời đại. Người đương thời có câu: thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn, có điều gì không biết hãy đến hỏi Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn ham hiểu biết, thích sưu tầm, ưa khám phá, lại có một trí nhớ siêu việt. Đó chính là những tố chất để ông trở thành một vị danh nhân, một nhà bác học lớn. Lê Quý Đôn sở hữu một gia tài tri thức đồ sộ mà bất cứ ai nhìn vào cũng khâm phục và ngưỡng mộ. Ông có cống hiến trên nhiều lĩnh vực khoa học như triết học, luật học, sử học, nông học, dân tộc học, xã hội học, thiên văn học, từ điển học, v.v. Trong cuốn Tri thức Việt Nam xưa và nay của tác giả Văn Tân đã nói, Lê Quý Đôn là tác giả học lớn nhất của nước Việt Nam thời phong kiến. Suốt đời ông tỏ ra là một người đọc sách không biết mệt mỏi và viết sách không mệt mỏi. Trong video này, Duy mời quý vị cùng tìm hiểu về những câu chuyện ít biết về ông, kèm theo những hình ảnh về khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn ở quê hương ông. Với những đóng góp của ông, vào ngày 31 tháng 3 năm 1986, Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn gồm nơi sinh, tư đường, Hồ Lê Quý và phần mộ phụ thân nhà bác học Lê Quý Đôn tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn được quy hoạch với tổng diện tích 19,7 ha, được phân chia thành các khu chính như khu lưu niệm xây dựng mới nằm ở phía đông khu đất quy hoạch, khu di tích cổ nằm ở phía tây khu đất quy hoạch và khu dịch vụ công cộng. Công trình khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2014 với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 58,8 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục công trình giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hà cũng tiếp nhận nguồn công đức bằng hiện vật và kinh phí của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, những người con quê hương Hưng Hà đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc, cùng các nhà hảo tâm với số tiền trên 13 tỷ đồng góp phần hoàn thành các hạng mục như nhà thư viện, tượng nhà bác học và mua sắm nội thất đền thờ tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Tại nơi này, hàng năm, vào ngày sinh nhật của ông và ngày nhà giáo Việt Nam thường có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, tưởng nhớ công ơn của nhà bác học xuất chúng. Tên ông được dùng để đặt tên cho nhiều trường học, nhiều đường phố trên khắp nước Việt Nam. Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ, tức ngày 28 tháng 8 năm 1726, niên hiệu Bảo Thái thứ 7, ở làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay thuộc thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Có rất nhiều giai thoại về ông. Có một giai thoại đó là sứ thần phương Bắc phải vái lạy. Chuyện kể rằng, vào năm 1764, Lê Quý Đôn xin từ quan về quê chí sĩ, đóng cửa viết sách. Những lúc khó khăn, triều đình vẫn phải mời ông ra góp sức. Sách Sử thần Việt Nam chép rằng có lần sứ thần nhà Thanh sang đến cửa ải thì không chịu đi nữa, chỉ đưa một tấm vóc, để chữ rất lạ, xa, không ra xa, đông, không ra đông, và nhắn chừng nào giải được thì mới vào. Triều đình không ai giải được, phải sai người nhờ Lê Quý Đôn giải.
ông Bảo cứ gửi cho sứ thần nhà Thanh một tấm áo cầu, là loại áo làm bằng da, dành cho quan lại quý tộc. Họ tự khắc sẽ đến ngay. Vua chúa, quần thần không ai hiểu nhưng cứ theo lời của Lê Quý Đôn. Quả nhiên, nhận được áo, đoàn sứ thần liền đến. Lê Quý Đôn được cử ra tiếp sứ. Ông viết vào mảnh giấy đỏ bốn chữ, phỉ, xa, bất đồng. Không phải chữ xa, tức là xe, cũng không phải chữ đông, tức phía đông. Sau khi xem xong, sứ thần nhà Thanh đứng dậy vái bốn lần rồi trả lại áo cho ông, tỏ lòng hết sức khâm phục tài trí của người nam. Bấy giờ triều đình mới biết đó là câu đố mẹo. Ý của sứ nhà Thanh là mình không có áo đại lễ nên không dám vào. Cả một câu mà thu gọn vào trong một chữ. Chỉ một chữ mà thay thế được lời lẽ của cả một bức thư. Triều đình xôn xao, khen kẻ đối 10 phần thì lại khen người giải tới cả 100 phần. Nhờ tài làm thơ, ứng xử khéo léo, Lê Quý Đôn đã tranh thủ được tình cảm sứ thần, tạo tiền đề cho mối băng rào thân thiện của cả dân tộc. Sau đây Duy Hà Nội Phố xin chia sẻ tới quý vị những câu chuyện bộc lộ tư chất hơn người của Lê Quý Đôn. Giai thoại 1, chữ đại hay chữ thái? Tương truyền thuở nhỏ, một cậu bé cởi chuồng đi tắm với bạn. Có một vị quan thượng thư đồng liêu với cha là Lê Trọng Thứ tới thăm. Hỏi đường đến nhà, cậu liền đứng dạng chân và giang tay ra bảo quan thượng. Nếu ông biết được cháu đang ra dấu chữ gì, cháu sẽ chỉ nhà cho ông. Quan thượng cũng tha thứ cho sự nghịch ngợm của tuổi trẻ nên bỏ đi. Cậu cười ầm lên và bảo với các bạn, ông ấy làm quan to mà không biết chữ các bạn ơi. Quan thượng bực mình quay lại nói, trẻ con đừng hỗn láo, mày mới học lỏm được chữ đại mà đã dám đi trêu chọc người rồi. Thằng bé cười rộ lên rồi nói, là chữ thái, có thế mà không biết. Giai thoại thứ hai, rắn đầu, rắn cổ. Khi quan thượng vào nhà ông Lê Trọng Thứ mới biết cậu bé ấy là con của bạn mình. Ông kể lại câu chuyện dọc đường. Lê Trọng Thứ gọi con ra trách móc và đánh đòn. Quan thượng thấy ông thông minh nên đã xin tha cho ông với điều kiện phải ứng khẩu một bài thơ tạ tội. Cậu xin quan thượng ra đầu đề. Quan thượng nói, phụ thân cậu đã bảo cậu, rắn đầu, rắn cổ, cậu cứ lấy đó làm đề bài. Lê Quý Đôn ngẫm nghĩ một chốc rồi đọc. Chẳng phải lưu điêu vẫn giống nhà, rắn đầu biếng học quyết không tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rát cổ cha, giáo mép chỉ quen tuồng lếu láo, lằn lưng chẳng khỏi vết roi da, từ nay châu lỗ xin siêng học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Đề bài là do quan thượng đặt ra, ý nói cậu bé cứng đầu lời học. Vậy mà Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng chữ rắn để ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình. Quan thượng khi đó đã hết sức thán phục. Giỏi quá, quả là thần đồng. Giai thoại 3, Tam Xuyên Tứ Mục. Nhà Lê Quý Đôn ở gần ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý. Một hôm, một vị quan bên Liêu Xá đến thăm ông Lê Trọng Tứ. Vị quan có nghe tiếng cậu bé con quan thượng Lê rất hay chữ, muốn trực tiếp thử tài. Nề tình, ông Lê Trọng Thứ cho gọi Lê Quý Đôn tới. Khoanh tay, kính cẩn chào khách xong, Lê Quý Đôn đứng nép bên trà chờ đợi. Ông khách nói, nhà cháu gần ngã ba sông, vậy ta ra vế đối là Tam Xuyên. Vế đối giản dị mà hóc búa, chữ Tam có ba nét sổ ngang nhưng dựng lên, thành ba nét sổ đứng và là chữ Xuyên. Tam Xuyên có nghĩa là ba con sông. Lê Quý Đôn chưa đáp ngay mà cứ chân chân nhìn ông khách có mang cặp kính. Ông khách rất vui vì tìm được vế đối rất hiểm. Thấy Lê Quý Đôn chưa đối được, ông khách nói, sao, có đối được không, cháu bé? Lê Quý Đôn lễ phép thưa, dạ, cháu xin đối là Tứ Mục. Chữ đối lại thật chuẩn, chữ tứ viết quay dọc lại cũng là chữ mục. Tứ Mục có nghĩa là bốn con mắt. Ông khách chỉ còn biết thốt lên, tuyệt vời, thằng bé này về sau văn chương sẽ lẫy lừng đấy. Phan Huy Chú từng nhận xét về Lê Quý Đôn như sau. Ông là người học vấn rộng khắp, đặt bút thành văn, cốt cách thơ trong sáng, lời văn hồn nhiên, không cần suy nghĩ mà trôi chảy dồi dào như sông dài biển cả, không chỗ nào không đạt tới, thật là phong cách đại gia. Lê Quý Đôn là một vị quan thời Trung Hưng, đồng thời cũng là nhà thơ, nhà báo học lớn của nước ta. Từ nhỏ ông đã được xem là thần đồng. Lên 5 tuổi,
Ông đã học được nhiều bài trong kinh thi, 11 tuổi học sử mỗi ngày thuộc được 8-9-10 chương, học kinh dịch mỗi ngày được một phần cương lĩnh và đồ tuyết, 14 tuổi học hết ngũ kinh, tứ thư, sử, truyện và đọc đến cả chư tử. Trong một ngày làm đến 10 bài phú không phải viết pháp, nổi tiếng thần đồng, cậu bé đó sau này là danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phường, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường. Năm 14 tuổi, ông theo cha lên học ở Kinh Đô Thăng Long khi đã học xong toàn bộ sách kinh, sử của Nho Gia. Năm 17 tuổi, Lê Quý Đôn thi hương đỗ đầu tức giải nguyên. Năm 1752, khi 26 tuổi, ông thi hội và đỗ đầu tức hội nguyên. Vào đến thi đình, ông lại đỗ đầu tức bằng nhãn do kỳ thi này không lấy trạng nguyên và được triều đình bổ nhiệm làm quan. Tuổi trẻ đỗ đầu lại làm quan to, Lê Quý Đôn sinh ra kiêu căng tự phụ. Tuy nhiên tính xấu này đã thay đổi sau khi ông trải qua một vài sự việc. Có việc được ghi chép lại trong sách Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, cũng có việc truyền khẩu trong dân gian. Chuyện rằng, bấy giờ, Lê Quý Đôn tự tin mình đã đọc hết cả các sách trong thiên hạ, thiên kinh vạn quyển. Ông bèn sai người làm tấm biển treo ngay trước ngõ vào nhà mình với hàng chữ Thiên hạ nghi nhất tự lai vấn, nghĩa là trong thiên hạ, ai không hiểu chữ gì thì hãy đến mà hỏi. Khi thân phụ ông là tiến sĩ Lê Phú Tứ qua đời, người quen đến đưa tang rất đông. Trong đó có một ông cụ mà Lê Quý Đôn không biết. Ông cụ nói, cháu còn nhỏ, chứ lão là bạn thân với cha cháu từ xưa. Nhưng vì nhà nghèo, đường xa, lại tuổi già sức yếu, nên ít đi lại thăm hỏi nhau. Nay nghe tin cha cháu qua đời, nghĩa tử là nghĩa tận, nên lão đến để có câu đối viếng. Lão run tay, cháu hãy lấy giấy bút, lão đọc nhờ cháu viết hộ. Lê Quý Đôn lấy giấy ra, ông cụ đọc chi. Lê Quý Đôn không biết viết chữ chi nào vì trong chữ nho có nhiều từ đồng âm khác nghĩa, nên chờ cụ nói tiếp, nhưng ông cụ lại nói tiếp chi. Lê Quý Đôn lấy làm lạ, hỏi lại rằng, bẩm chi nào ạ? Ông cụ liền nói, ôi! Anh ơi, con anh đậu đến bảng nhãn mà chữ chi cũng không biết viết. Thế mà treo bảng ngoài ngõ để cho người đến hỏi, thì sao trả lời được kia chứ? Lúc này Lê Quý Đôn cũng ngượng chín cả người, nhất là có nhiều nho sĩ đến kính viếng ở xung quanh, rồi ông cụ liền đọc tiếp hai vế đối thật hay. Chi chi tam thập niên dư, xích huyệt hồng châu quân thượng tại, tại tại sổ thiên lý ngoại, đào hoa lưu thủy tử hà chi. Nghĩa là trải qua 30 năm hơn, xích huyện Hồng Châu anh còn đó, xa xôi ngoài ngàn dặm đó, hoa trôi nước cuốn bác về đâu. Câu đối quá hay và lạ khiến Lê Quý Đôn cùng các nho sĩ đều lấy làm kinh ngạc. Còn ông cụ thì cứ phủ phục trước linh cữu người đã mất và nói, ới anh ơi, anh bỏ đi đâu để con anh đỗ đến bảng nhãn mà chưa biết viết chữ chi anh ơi? Lạy xong, cụ già chống gậy ra về. Dù Lê Quý Đôn có mời mãi nhưng ông nhất định không nán lại. Sau khi cha mất, Lê Quý Đôn thường hay lên chùa cầu siêu. Một lần thấy ông đến, nhà sư trong chùa mừng rỡ nói. Quan bảng tới chùa, may mắn làm sao? Bần tăng có điều muốn nhờ quan chỉ giáo. Chả là đứa tiểu đồng của bần tăng nghe người nào đó đố chữ về hỏi, nhưng bần tăng nghĩ không ra nên đành theo lời quan bảng dạy. Nghi nhất tự lai vấn, câu đố thế này xin quan chỉ giáo cho. Thượng nhi bất thượng, hạ nhi bất hạ, thả nghi tại hạ, bất khả tại thượng. Nghĩa là trên không thể trên, dưới không thể dưới, nhưng nên ở dưới, không thể ở trên. Lê Quý Đôn vắt óc suy nghĩ cũng không sao nghĩ ra được. Lúc này tiểu đồng bỗng ở ngoài chạy vào nói cậu đã giải được rồi. Lê Quý Đôn hỏi thì tiểu đồng nói đó là chữ nhất. Câu đầu, thượng nhi bất thượng là chữ thượng mà không có phần trên nên thành chữ nhất. Câu 2, hạ nhi bất hạ là chữ hạ mà không có phần dưới nên cũng là chữ nhất. Câu 3, thả nghi tại hạ là chữ thả và chữ nghi thì có chữ nhất ở phía dưới. Câu 4, bất khả tại thượng là chữ bất và chữ khả thì
thì chữ nhất ở trên. Lê Quý Đôn biết dụng ý người ra câu đối là lấy ngay chữ nhất trong tấm biển Nhất Tự Lai Vấn để chế nhạo mình. Cộng với chuyện bị cụ già giễu cợt trong đám tang trà, ông liền hiểu ra rằng thiên hạ còn lắm người tài giỏi, vậy mà không ai kiêu căng như mình. Về đến nhà, việc đầu tiên Lê Quý Đôn làm là sai người cất tấm bảng đó đi. Từ đó ông bỏ tính kiêu ngạo của tuổi trẻ, chăm chú nghiên cứu, học hành, nhờ đó mà trở thành nhà bác học lớn trong lịch sử Việt Nam. Bên cạnh chuyện bỏ tính kiêu ngạo này, Lê Quý Đôn còn phạm một sai lầm nữa trong cuộc đời. Đó là vào khoa thi hội năm 1775, ông đã điều đình với học trò giỏi của mình là Đinh Thị Trung, đổi quyền cho con mình là Lê Quý Kiệt. Không ngờ khoa ấy, chúa Trịnh đánh cược với vua Lê, cho rằng Thị Trung đỗ đầu, dẫn đến việc duyệt lại bài thi, khám phá ra việc đổi quyền. Từ đó học trò đắc ý của Lê Quý Đôn bị đi đầy, còn ông bị giam rồi giáng làm dân thường. Có thể nói Lê Quý Đôn thành bởi khoa cử, mà khoa cử cũng là vết đen lớn trong cuộc đời ông vậy. Xung quanh nhà bác học Lê Quý Đôn có nhiều câu chuyện vừa hư vừa thực mang màu sắc huyền bí, trong đó phần lớn thể hiện sự thán phục, ngưỡng mộ của người đương thời đối với ông. Tương truyền, khi quan Hữu Thị Lang bộ hộ Lê Trọng Thứ và phu nhân Trương Thị Ích, con gái tiến sĩ Trương Minh Lượng lấy nhau đã 2 năm mà chưa có con, nên nhân một chuyến công du về miền Sơn Nam Hạ, đã đến cầu tự ở miếu Soi ven sông Hồng, thuộc làng Khả Duy, Hà Nam ngày nay. Đêm ấy sau buổi đi cầu tự về, bà Ích đang còn ngồi ở trên ghế trong nhà trọ thì thiếp ngủ và mơ màng thấy có tiếng trẻ học bài ở ngay cạnh miếu. Bà lắng tai nghe nhưng mở mắt nhìn thì không thấy ánh đèn. Một lát sau, khi tiếng học vừa dứt thì trước mắt bà hiện ra một đứa trẻ tóc còn để chòm, hai tay chắp lại lễ phép xin bà nhận làm con. Bà vô cùng mừng rỡ, vội giang hai tay ra đón lấy nó, nhưng đúng lúc ấy thì giật mình tỉnh giấc. Sau đó mấy ngày bà có mang, rồi về sau sinh ra Lê Quý Đôn. Vì thế các con nợ không chịu trả những gì phải trả. Vụ kiện thật nan giải, vì không xử được ở phủ ở trấn nên phải mang đến ngự sử đài, rồi cả ngự sử đài cũng chịu lại phải đem ra giữa triều đình xử chung. Giữa lúc từ chúa Trịnh cho đến các vị quan đại thần có mặt đều ngơ ngác, thì Lê Quý Đôn do nhớ mặt vị phú ông nên gọi ông ta lại mà bảo: "Ông mang giấy bút ra đây, tôi sẽ đọc lại cho, ghi đủ số văn tự đã mất đó." Vị phú ông rất mừng, vội xin phép ra ngoài lấy giấy bút và nhờ một giám sinh đến ghi trò. Khi vị phú ông quay lại và giám sinh ngồi vào bàn, thì Lê Quý Đôn liền đọc luôn một hồi, khiến cho vị giám sinh này đôi lúc phải xin ông chậm lại để ghi cho kịp. Chúa Trịnh Sâm đang có mặt và là người cao nhất để xử án. Thế vậy, bảo cả hai người dừng lại để hỏi cho rõ nguyên cớ vì sao. Lê Quý Đôn tâu lại và cam đoan rằng những vụ việc và con số đọc ra đều đúng y nguyên như trong văn tự cũ. Cả triều đình ngạc nhiên, ngay chúa Trịnh cũng cảm thấy khó tin, bèn bảo viên thượng thư bộ lễ mang sổ sách ghi chép tên tuổi, quê quán của bách quan ra để mọi người thay nhau đọc. Khi các quan đọc xong, chúa Trịnh truyền cất hết sổ sách đi, rồi bảo ai nhớ được đến đâu thì hãy đọc lên nghe thử. Các quan thay nhau đọc, nhưng do trí nhớ có hạn nên người giỏi nhất cũng chỉ nhớ được khoảng 20 tên. Đến lượt Lê Quý Đôn, ông ứng khẩu đọc vanh vách từ đầu đến cuối, không bỏ sót tên nào và cũng không sai bất kỳ một chi tiết nào. Cả chúa Trịnh Sâm và các quan có mặt đều lắc đầu thán phục, cho Lê Quý Đôn là bậc kỳ tài. Rồi sau đó, vụ kiện đã được xử êm, do đã khôi phục được các bằng chứng cụ thể. Về tài ứng đối và ứng khẩu hài hước của Lê Quý Đôn cũng được nhiều người đương thời truyền tụng bằng một câu chuyện khác, có nội dung như sau. Một hôm, sau buổi tiết triều còn sớm, bách quan lại có mặt đông đủ, nên chúa Trịnh Sâm muốn giải trí bằng cách đưa ra lệ. Các quan thay phiên nhau, mỗi người phải ứng khẩu kể một câu chuyện vui. Nếu câu chuyện nào làm cho mọi người cùng cười thì được thưởng, nếu không sẽ bị phạt. Khi lệ của chúa ban ra, mọi người đều hưởng ứng, nhưng đến lúc phải xung phong kể đầu tiên thì ai nấy lại ngại ngùng vì việc ấy đâu có dễ dàng. Thấy không khí im ắng để lâu sợ sẽ mất vui, chúa Trịnh Sâm vừa cười vừa chỉ ngay vào Lê Quý Đôn, bắt ông phải lên tiếng trước. Nhiều người tái mặt, trong bụng lo thay cho Lê Quý Đôn, vì nghĩ chắc gì ông đã vượt qua được. Thế nhưng nỗi lo ấy
ngay sau đó đã được giải tỏa và từ chúa cho đến bách quan đều bị cuốn hút vào câu chuyện của ông. Một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, nhưng sức ám chỉ và sự hài hước thì lại vô cùng hiểm óc. Ông kể, từ ngày xưa, trời đã có lệ hàng năm mở khoa thi vượt vũ môn để các loài cá, nếu vượt qua được thì sẽ hóa thành rồng mà bay đi tới miền cực lạc. Năm ấy, cá chép, cá rô, cá trê đều có mặt để ứng thí. Thấy thế, một chú cóc cũng chuẩn bị hành trang, tấp tỉnh lên đường. Khi cả bốn tới cửa trường thi, viên lực sĩ đứng cạnh, nhìn thấy cóc thì ngạc nhiên quá, bèn quát to lên rằng, này tên cóc kia, bụng da to chủ, đi lại còn khật khưỡng, làm sao lại dám đến ứng thi? Không sợ thiên hạ trông thấy thì ôm bụng mà cười cho à? Cóc vênh mặt trợn mắt lên, rồi hỏi lại viên lực sĩ, này, chẳng cứ gì ta đâu. Thế ta hỏi, tại sao anh cá rô bé nhỏ kia cũng còn vào đây thi được? Lực sĩ trả lời, cá rô tuy bé nhỏ, nhưng còn có vây cứng, vảy chắc, có thể dương lên mà vượt qua thác được. Cóc vẫn không chịu thua hỏi tiếp, cứ cho là thế, nhưng còn anh cá trê, người mềm oằn oặt, thì không sợ bị nước cuốn trôi à? Lực sĩ trả lời, người cá trê tuy mềm, nhưng lại có đuôi dài và khỏe. Như thế, toàn bộ thân thể uốn lượn theo dòng thác mà lên. Cóc hoàn toàn đối lý, chẳng lẽ lại nói mình có thể nhảy một cái là qua dòng thác lớn được ư? Vì thế nên đành đấu dịu mà nói, chẳng giấu gì anh lực sĩ, ngày trước tôi sinh ra vốn cũng có đuôi như anh cá trê, nhưng về sau muốn được lên bờ để hầu hạ người nên đã tự làm đứt đuôi đấy. Vì thế khi xuống nước bơi lội cũng có kém, xin anh hãy nể tình cho tôi vào. Nay gọi là có chút quà, mong anh nhận giúp. Viên lực sĩ lắng nghe, lúc trước còn gật gật đầu, nhưng đến đoạn quả cáp thì nổi cơn tam bành mà quát vào mặt cóc. Xéo ngay! Đồng thời cũng chĩa ngọn giáo ra, làm cho cóc được một phen hú vía, đành phải đánh bài chuồn thẳng. Cả triều đình im phăng phắc, dõi theo từng lời kể thản nhiên như không của Lê Quý Đôn. Thế nhưng đến đoạn cóc tự làm đứt đuôi và đưa hối lộ thì các cặp mắt lại đổ dồn, nhìn vào viên hoạn quan Thái Thịnh. Lúc ấy đang cầm chiếc quả lông, thỉnh thoảng lại giơ lên phe phẩy cho chúa Trịnh Sâm. Như thể ta đây mới thực sự là quan trọng và cần thiết cho chúa vậy. Trong hàng ngũ các quan đã bắt đầu thấy có tiếng cười nhỏ, còn đến khi câu chuyện kết thúc thì mọi người, kể cả chúa Trịnh, đều lăn ra mà cười, khiến cho viên quan hoạn chỉ còn biết cách đứng nghiêm như trời trồng, chiếc quạt cầm trên tay buông thõng. Đại đa số các quan đều biết lai lịch và con đường tiến thân của viên quan hoạn này. Trong lòng họ đều muốn có dịp cười phì nhổ vào mặt hắn cho bỏ ghét. Vì vậy, câu chuyện của Lê Quý Đôn đã làm cho mọi người hoan hỉ lên như vậy. Khi bà mẹ sắp sinh, bố của ông lại nằm mơ, thấy có đứa trẻ đến gõ cửa mà nói, xin cho tôi được vào nhà để làm con nối dõi. Ông Thứ hỏi họ tên, đứa trẻ trả lời, họ Đặng, tên Xuân. Ông Thứ lại hỏi, xin ở mấy năm? Trả lời, 10 năm. Ông Thứ lắc đầu. Đứa trẻ lại trả lời, 20 năm. Ông Thứ vẫn cứ lắc đầu, không được. Cứ như thế, đứa trẻ tăng dần thời gian, 30, 40, rồi 50 năm, nhưng ông Thứ đều một mực lắc đầu không nhận và không mở cánh cửa. Đến khi đứa trẻ nói 60 năm, thì ông Thứ tuy hãy còn đôi chút bần thần nhưng đã gật đầu và rút chốt cánh cửa. Đứa bé bước vào rồi thoát một cái đã thấy nó biến mất. Ông Thứ bàng hoàng, đang còn tiếc nuối thì chưa nhìn rõ mặt mũi thằng bé thế nào, thì bỗng đâu đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ buồng vợ. Ông giật mình tỉnh hẳn giấc mộng. Đến sáng ngày hôm sau, ông Thứ đã đi vào buồng vợ để nhìn mặt đứa con. Ông vô cùng mừng rỡ khi thấy gương mặt nó đầy đặn, sáng sủa, nhưng sau đó cũng lại chạnh lòng. Nó chẳng thể qua được tuổi lục tuần. Ông Thứ đặc biệt giấu kín chuyện mộng mị của mình với vợ. Mặc dù trước đó, khi bắt đầu mang thai Quý Đôn, bà X đã từng nói với ông về giấc mộng sau lần đi cầu tự ấy. Chỉ đến khi Lê Quý Đôn qua đời, cụ Thứ lúc ấy đã ngoại 3 tuần mới kể chuyện này cho các con cháu. Và có lẽ do biết được số trời của Lê Quý Đôn nên người cha đã chạy đua với thời gian bằng cách để hết tâm trí vào việc dạy dỗ cho con mau chóng nên người và hiền đạt. Quả nhiên, Lê Quý Đôn thần đồng đã không phụ lòng mong đợi của người cha. Khi Lê Quý Đôn sinh ra, do bẩm tính thông minh
lại được người cha nêu gương sáng, tuổi nhỏ Lê Trọng Thứ cũng là người nổi tiếng, chuyên cần, ham học và rèn cặp cho từ bé. Cho nên Lê Quý Đôn khi vừa biết nói thì cũng là lúc bắt đầu được tiếp xúc với sách vở. Lên 2 tuổi đã thuộc được khá nhiều mặt chữ, lên 5 tuổi đã đọc và thuộc được các bài thơ trong sách kinh thi, lên 7 tuổi đã có tài ứng đối và do đọc nhiều nhớ kỹ. Nên đến năm 12 tuổi, sử ta, sử tàu, hỏi đến đâu là Lê Quý Đôn đều trả lời đến đấy vanh vách. Chẳng những nhớ các sự kiện trong lịch sử mà Lê Quý Đôn ngay từ lúc ấy đã biết biện bạch cặn kẽ, tức phân tích đến từng chi tiết, khiến nhiều người có học đương thời cũng phải sửng sốt ngỡ ngàng. Về tài nhớ của Lê Quý Đôn, người ta đã truyền tụng kể lại câu chuyện sau đây. Thuở Lê Quý Đôn còn trẻ, lúc đó khoảng 13 đến 14 tuổi, một hôm theo người nhà sang huyện bên cạnh chơi. Trong một gia đình phú hộ, chủ nhà do nghe danh mến mộ nên mời lưu lại vài ngày để giúp ông sao lục lại các văn tự cầm cố mua nhà từ rất nhiều năm trước, được bó vào thành 4 bó lớn đang xếp đầy ở trong tủ. Lê Quý Đôn vui vẻ nhận lời, tưởng chỉ là việc sao lục, nếu có làm hộ thì cũng chẳng cần nhớ làm gì. Vậy mà đối với Lê Quý Đôn lại hoàn toàn không như vậy. Ông vừa ghi vừa nhớ như in nội dung các tờ. Và chăng đây lại là những giấy tờ hệ trọng liên quan đến cơ nghiệp của cả gia đình mà ông có cảm tình. Hơn nữa, qua đó lại có thể biết được nhiều điều thú vị khác có liên quan tới cả làng, cả vùng này. Nếu biết được thì càng hay chứ chẳng hại gì. Vậy mà, cho đến khoảng 15 năm sau, khi ấy Lê Quý Đôn đã đỗ đỉnh nguyên bảng nhãn và đang làm quan trong triều, thì bỗng một hôm có vụ kiện từ vùng Sơn Nam Hạ chuyển tới, xảy ra ngay giữa triều đình. Nguyên đơn là vị phú ông mà Lê Quý Đôn đã sao lục văn tự cho hồi trước, còn nơi nhận đơn để xử là ngự sử đài. Nội dung vụ kiện là do nhà vị phú ông bị cháy, các văn tự mua bán cũng bị cháy theo. Về tài năng của Lê Quý Đôn, nhất là về phương diện trước tác, đương thời ai ai cũng phải nể phục sự uyên bác và chuyên cần của ông. Thế nhưng, sống vào thời buổi mọi người đều phải chen chúc nhau trong vòng danh lợi, thì cách ứng xử đứng ngoài nhìn vào cũng đồng nghĩa với việc tài năng sẽ bị mai một dần. Lê Quý Đôn đã chọn cách tích cực nhập thế với tất cả tài năng và sự năng nổ của mình, vì thế cũng không tránh khỏi có lúc bị sa đà, ấy là việc hễ đi đến đâu, vì muốn được tận mắt chứng kiến để có thể qua đó mà suy ngẫm và ghi chép, nên Lê Quý Đôn thường bắt dân chúng và thuộc hạ phải làm thêm việc này việc khác, vì vậy đã gây thêm cho họ sự oán thán, kêu ca là quan lại hay sách nhiễu, hoặc như việc do phải đi công cán nhiều nơi lại hay vùi đầu vào sách vở, nên phần nào Lê Quý Đôn cũng sao nhãng việc giáo dục con cái, đến nỗi một người con trai là Lê Quý Kiệt, tuy không phải học dốt nhưng lại cầu toàn, đã nhờ bạn là Đinh Thị Trung đi thi hộ trong kỳ thi hội. Việc bại lộ, Lê Quý Kiệt bị giáng làm thường dân, phải đuổi về quê, còn Đinh Thị Trung thì bị đẩy ra miền ven biển Vạn Ninh, thuộc Quảng Ninh ngày nay. Lê Quý Đôn chắc không chủ trương việc này, nhưng dẫu sao thì ông vẫn bị mang tiếng với thiên hạ. Vì vậy, trong sự nghiệp của Lê Quý Đôn, tuy được nhiều người đương thời tán phục, nhưng trong đám đồng liêu cũng có đôi người dị nghị, cho là ông ham hố chẳng giữ mình. Chứng cứ mà họ dựa vào, xem ra khó có thể bác bỏ, nhưng nếu đọc kỹ các chương tác của Lê Quý Đôn, ta có thể hiểu và thông cảm được với ông. Bởi vì dẫu sao thì trí tuệ và khả năng bao quát của các vấn đề thực tế trong một con người không phải bao giờ cũng song hành và không phải bao giờ cũng là vô hạn. Lê Quý Đôn là vị quan thời Lê Trung Hưng, cũng là nhà thơ và được mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến. Suốt cuộc đời ông đọc sách không biết mệt mỏi và viết sách không mệt mỏi. Cũng vì thế mà kiến thức của ông uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, ngoài bút lại như bay múa, để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng cho đời. Lê Quý Đôn còn được biết đến là người có trí nhớ tốt, như lịch đại danh Hiền Phổ đã nhận xét là thông minh lạ, lớn lên đi học, nội sách vở gì, ông đã xem một lần là không quên. Ông có những cống hiến trong nhiều lĩnh vực khoa học, từ triết học tới luật học, sử học, nông học, dân tộc học, xã hội học, thiên văn học, từ điển học, v.v. Tuy các tác phẩm của ông đã thất lạc ít nhiều, nhưng những bộ còn lại cũng là một kho tài liệu để khảo cứu về lịch sử, địa dư và văn hóa của nước ta. Năm 1759, dưới triều vua Lê Hiển Tông, Lê Quý Đôn được cử đi sứ nhà Thanh để báo tang khi Thái Thượng Hoàng Lê Ý Tông qua đời. Khi sứ đoàn của ta đi qua các châu,
phủ ở Trung Quốc đều bị gọi là di quan di mục, nghĩa là quan lại mọi dợ. Bất bình, Lưu Quý Đôn đã viết thư cho Tổng đốc Quảng Châu để phản đối. Với uy tín của mình, cùng lời van chặt chẽ, đánh thép, triều đình Mãn Thanh buộc phải ra lệnh bỏ danh từ khinh miệt này và gọi sứ đoàn nước ta là An Nam Cống Sứ. Trong thời gian đi sứ phương Bắc, ông mang theo một số tác phẩm của mình cho nhiều nho thần Trung Quốc xem. Họ rất thán phục. Đề đốc Quảng Châu Chu Bội Liên, một học giả nổi tiếng đời Thanh đã nhận xét rằng: "Nước tôi có nhiều nhân tài, nhưng những người có tài như sứ quân ở đây chỉ được một vài người. Ông là người tài trí vẹn toàn, thấm đẫm triết lý sống của người xưa. Tri túc tâm thường lạc, vô cầu tự phẩm cao, nghĩa là luôn luôn nghĩ mình như thế là đủ, thì tâm được yên vui, không cầu cạnh ai điều gì thì phẩm giá được cao trọng." Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người tập đại thành, mọi tri thức của thời đại bởi thời đại mà ông sống là xã hội phong kiến suy tàn. Nhưng chính trong sự suy tàn, quyền lực dòng đời lại nảy sinh những mầm mống tích cực. Nếu trước ông đã xuất hiện nhiều tên tuổi sáng láng như Đoàn Thị Điểm, Ngô Thị Sĩ, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, Lê Hữu Trác v.v. cùng nền tri thức văn hóa, khoa học của nhân loại và dân tộc được tích lũy từ hàng ngàn năm đã ở vào giai đoạn rực rỡ nhưng chưa được ghi chép, thì đúng lúc ấy ông xuất hiện và tỏa sáng hào quang như sao sáng trên bầu trời văn hiến của dân tộc. Giá trị của trước tác mà ông là người ghi chép, phân loại như cái mốc lớn đánh dấu thành tựu vĩ đại trong lịch sử văn hóa văn hiến Việt Nam. Năm Nhâm Thân, tức năm 1752, Lê Quý Đôn thi đỗ bảng nhãn và được bổ nhiệm chức thị thư ở Hàn Lâm Viện. Trong lời tựa sách Kiến Văn Tiểu Lục, ông viết: "Tôi vốn là người nông cạn, lúc còn bé thích chứa sách, lúc trưởng thành ra làm quan, xem lại sách đã chứa trong tủ, vâng theo lời cha dạy, lại được giao du nhiều với các bậc hiền sĩ đại phu, thêm vào đấy phụng mệnh làm việc công, bốn phương rong ruổi, mặt Bắc sang xứ Trung Quốc, mặt Tây Bình Định Trấn Ninh, mặt Nam Trấn Thủ Thuận Quảng, tức Thuận Hóa Quảng Nam. Đi tới đâu cũng để ý tìm tòi, làm việc gì mắt thấy tai nghe đều dùng bút ghi chép, lại phụ thêm lời bình luận sơ qua, giao cho tiểu đồng đựng vào túi sách." Những tác phẩm tiêu biểu của Lê Quý Đôn còn giữ được có thể kể ra như sau: Quần Thư Thảo Biện, tác phẩm chứa đựng nhiều quan điểm triết học, lịch sử, chính trị được viết trước năm ông 30 tuổi. Vân Đài Loại Ngữ, Lê Quý Đôn làm trong lúc ông 30 tuổi, là một loại bách khoa thư, trong đó tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học, v.v. và được xếp theo thứ tự Vũ Trụ Luân, Địa Lý, Điển Lệ, Chế Độ, Văn Nghệ, Ngôn Ngữ, Văn Tự, Sản Vật Tự Nhiên, Xã Hội, v.v. Vân Đài Loại Ngữ là bộ sách đạt tới trình độ phân loại, hệ thống hóa, khái quát hóa cao, đánh dấu một bước tiến bộ vượt bậc đối với nền khoa học Việt Nam đương thời. Đại Việt Thông Sử, còn gọi Lê Triều Thông Sử, là bộ sử được viết theo thể ký truyện, chép sự việc trong từng loại, từng điều một cách hệ thống. Bắt đầu từ Lê Thái Tổ đến Cung Hoàng, bao quát một thời gian dài 100 năm của Triều Lê. Trong đó chứa đựng nhiều tài liệu mới mà các bộ sử khác không có, đặc biệt là về cuộc kháng chiến chống quân Minh. Kiến Văn Tiểu Lục là tập bút ký nói về lịch sử và văn hóa Việt Nam từ thời Trần tới thời Lê, v.v. Ngoài ra, ông còn đề cập tới nhiều lĩnh vực thuộc chế độ các vương triều Lý, Trần, từ thành quách, núi sông, đường xá, thuế má, phong tục tập quán, sản vật, mỏ đồng, mỏ bạc và cách khai thác cho tới các lĩnh vực thơ văn, sách vở, v.v. Toàn Việt Thiêu Lục 6 quyển là công trình biên soạn lớn nhất của Lê Quý Đôn, tuyển chọn 897 bài thơ của 73 tác giả từ thời Lý tới thời Lê Tương Dực. Lê Quý Đôn trở thành người có công đầu tiên nghiên cứu về xứ Đàng Trong. Phủ Biên Tạp Lục là tập bút ký Lê Quý Đôn viết về Đàng Trong, nhất là xứ Thuận và xứ Quảng, tức Thuận Hóa và Quảng Nam, từ thế kỷ thứ 18 trở về trước. Trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, sử gia Phan Huy Chú có viết: "Lê Quý Đôn tư chất khác đời, thông minh hơn người, bình sinh làm sách rất nhiều. Khi bàn về kinh sử thì sâu sắc, rộng rãi, mà nói đến điển cố thì đầy đủ, rõ ràng. Cái sở trường của ông vượt hơn cả nổi tiếng ở trên đời." Trong số những bộ sách đồ sộ Lê Quý Đôn để lại cho hậu thế, Vân Đài Loại Ngữ được coi là bộ bách khoa từ điển của Việt Nam. Chỉ riêng bộ sách này cũng đã khái quát đóng góp to lớn của ông vào kho tàng văn hóa của dân tộc ta. Hầu hết những nhà nghiên cứu về các ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đều tìm đến bộ sách đại từ điển này. Muốn hiểu biết về nền văn hiến Việt Nam thì lời khuyên là nên đọc Vân Đài Loại Ngữ. Nhưng nếu muốn biết về phong tục tập quán của người Việt Nam thì nên đọc Kiến Văn Tiểu Lục, v.v. của Lê Quý Đôn. Muốn biết tình hình xã hội Đàng Trong thời phong kiến hãy đọc Phủ Biên Tạp Lục.
Bộ sách này còn khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Còn lĩnh vực sử học, những người quan tâm không thể bỏ qua hai bộ sách là Đại Việt Thông Sử hay còn gọi là Lê Triều Thông Sử và Bắc Sứ Thông Lục, vì hai bộ sách này ngoài giá trị to lớn về kho tư liệu còn cung cấp cho các nhà nghiên cứu về khoa học lịch sử phương pháp nghiên cứu sử học khoa học đặc thù của Lê Quý Đôn. Khi viết Đại Việt Thông Sử, ông đã sớm tổng kết: phép làm sử là phải nhặt đủ, không bỏ sót để cho người ta sau khi mở sách ra xem rõ được manh mối, biết được đầu đuôi, tuy không tận mắt thấy, tai nghe mà rõ ràng như chính mình được thấy. Những người yêu thích văn học cổ, có nghiên cứu, không thể không đọc Toàn Việt Thi Lục, vì sách ông viết là hệ thống thơ văn thời Lý Trần. Trong bộ sách này, Lê Quý Đôn đã chọn được 2.391 bài thơ của 175 tác giả từ thời Lý tới thời Lê Tương Dực. Trong Kiến Văn Tiểu Lục có mục thiên chương hay mục âm tự và văn nghệ trong Vân Đài Loại Ngữ, là một kho tàng đồ sộ về văn học viết, văn học dân gian và cứ liệu ngôn ngữ văn tự. Các kiến thức về nông học, y học, địa lý khí quyển, địa lý địa chất, khí tượng thủy văn v.v. đều có thể khai thác khi đọc Vân Đài Loại Ngữ, Kiến Văn Tiểu Lục v.v. Ngay cả với triết học, một ngành khoa học xã hội chậm phát triển ở nước ta thời bấy giờ cũng được Lê Quý Đôn đề cập sâu sắc trong Vân Đài Loại Ngữ, Quần Thư Khảo Biện, Thánh Mô Hiền Phạm Lục, Thư Kinh Diễn Nghĩa v.v. Ở những bộ sách này, tư tưởng triết học tiến bộ đã được ông đề cập khá rõ rệt. Trong cuộc đời thăng trầm muôn nỗi, Lê Quý Đôn vẫn canh cánh bên lòng nỗi thương dân, lo cho dân cái ăn cái ở. Có thời 3 năm ông từ quan về quê viết sách, đây là quãng thời gian quý giá để ông hoàn thiện, tu chỉnh nhiều bộ sách còn dang dở và chuẩn bị viết những công trình đồ sộ như Vân Đài Loại Ngữ, Kiến Văn Tiểu Lục v.v. Cũng trong thời gian này, ông có dịp sống gần gũi với người nông dân, đầm ấm trong tình làng nghĩa xóm, biết bao giai thoại về tam nguyên bảng nhãn với người nông dân không thể phai nhạt trong ký ức người dân Diên Hà, và tên tuổi tam nguyên bảng nhãn Lê Quý Đôn mãi in đậm trong tâm trí người dân thôn quê khi ông sống tràn chứa ân tình trong sự mến mộ của người nông dân nghèo khổ, địa vị thấp kém trong xã hội đương thời. Vốn tính ông sống thấm đẫm triết lý nhân sinh của người xưa, tri túc tâm thường lạc, vô cầu tự phẩm cao. Càng thương người dân lam lũ nơi quê mùa, ông càng ra sức trau dồi viết sách. Bộ sách Vân Đài Loại Ngữ, trong đó mục 43 viết chuyên về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông liệt kê 320 điều phẩm vật đặc biệt tiêu biểu về lúa và các loại cây trồng nông nghiệp với 201 giống lúa. Lê Quý Đôn chủ trương làm quan phải biết thương dân, và vì thế ông chú ý miêu tả, nhận xét từ tên gọi, thời vụ, đặc điểm sinh vật đến chỉ tiêu kinh tế của các giống lúa. Ở một số giống, ông còn ghi cụ thể địa phương sản xuất, kỹ thuật trồng cấy, cách chăm bón. Lê Quý Đôn mất vào ngày 1 tháng 5 năm 1784 tại quê mẹ, làng Nguyên Xá, huyện Duy Tiên, nay thuộc Hà Nam. Thi hài ông được đưa về mai táng ở quê nhà. Trong cuộc đời làm quan của Lê Quý Đôn, có mấy sự kiện sau có ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp trước văn chương của ông. Đó là chuyện đi sứ Trung Quốc từ năm 1760 tới năm 1762 tại Yên Kinh, thuộc Bắc Kinh. Lê Quý Đôn gặp gỡ các sứ thần Triều Tiên, tiếp xúc với nhiều trí thức nổi danh của nhà Thanh, bàn bạc với họ những vấn đề sử học, triết học, v.v. Học vấn sâu rộng của ông được các học giả Trung Quốc, Triều Tiên rất khâm phục. Lê Quý Đôn có dịp đọc nhiều sách mới lạ, kể cả sách của người phương Tây nói về địa lý thế giới, về ngôn ngữ học, thủy văn học, v.v. Đó là các đợt Lê Quý Đôn đi công cán ở các vùng Sơn Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn những năm 1772-1774, làm nhiệm vụ điều tra nỗi khổ của nhân dân cung tệ tham nhũng, ăn hối lộ của quan lại, khám đạc ruộng đất các vùng ven biển bị địa chủ, cưng hào địa phương, man khai, trốn thuế, v.v. Chính nhờ quá trình đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, biết nhiều việc đời như vậy mà kiến thức Lê Quý Đôn trở nên phong phú vô cùng. Trong lịch sử văn hiến Việt Nam, Lê Quý Đôn là học giả kiệt xuất, một nhà khoa học lớn, có những đóng góp quan trọng trong kho tàng văn hóa của dân tộc, làm rạng rỡ nền văn hiến Việt Nam. Những công trình, trước tác của ông thể hiện tư tưởng vĩ đại, tư tưởng khẳng định và đề cao văn hóa và văn hiến Việt Nam. Ông thực sự là niềm tự hào của các thế hệ người dân Thái Bình. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Thật tiếc khi đến với khu tưởng niệm của nhà bác học Lê Quý Đôn thì Duy cũng như là quý vị không được vào chiêm bái trực tiếp trong ngôi đền thờ của ngài. Hy vọng có một cái dịp cũng như là có một cái duyên tái ngộ nào đó thì Duy sẽ tới đây để chia sẻ chi tiết cho quý vị. Quý vị nhớ ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ Duy bằng cách nhấn like và chia sẻ video để nhiều người biết tới địa danh này nhé.
Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ là người đầu tiên được xem chúng. Và nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.